xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Đình Vũ Thiệt Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thân hình yếu điệu của Lục Tâm Đồng bị hút vào trạng thái chân không. Dường quá thét to. Nhị đệ, nhớ phải cẩn thận. Ánh sáng vàng bừng lên quanh thân của Dương quá, nhưng không cách nào ổn định thân hình, vẫn bị hút vào trong, biến mất dưới khi lưu trạng thái chân không. Đồng thư dù bối rối. Chết tiệt! Đồng thư du thu về huyện ảnh thành vũ rực, nương được hút đến vội vàng đuổi theo. Trong rừng sâu núi thẳm hiệp cốc, nhìn bốn phía, Mặt đẹp chợt bé sáng. Lão nhân áo làm hỏi, thánh nữ, dường như chúng ta bị nhốt ư một đám cường giả thiên địa các ánh mắt trầm trọng. Nếu suy đoán đúng, thì đây là cửu truyền mê lầm trận. Tự nhiên xem xét một lúc sau lại nói, tất cả mọi người theo sau ta, đừng có đi sai bước nào. Không gian trạng thái chân không, lực hút càng lúc càng lớn, lục tiêu du không chút chống cự, hắn muốn tăng tốc độ đuổi theo đại ca dương quá và lục tâm động. Chỉ có điều, một đường rơi xuống, nhưng hắn không tìm thấy hai người kia đâu cả vòng xoáy trạng thái chân không lúc này càng lúc càng mạnh, mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điếc tài nhức óc. Lực hút lớn đã đến tình trạng khủng bố, toàn bộ không gian trở nên vô cùng mơ hồ. Lục Thiên Du khởi động thành linh khải giáp. Lát sau, Lục Thiên Du đã không biết làm sao mà té cái bệnh xuống dưới đất, may có mặc thành linh khải giáp nên không bị gì. Chỗ này là nơi nào vậy nhỉ? Thật là quái quỷ quá đi. Lục Thiên Du ổn định thân hình, cũng chẳng quan tâm may mắn chính mình không sao ánh mắt trước tiên đã được nhìn chăm chú tứ phía xung quanh là sân mạch liền miền bất tuyệt khắp nơi một mảnh sành biếc lục tiêu du hét to đại ca tâm đồng tiếng rống ồm ồm vang vọng trong không trung hội âm vang vẳng nhưng không thấy dường quá lục tâm đồng trả lời lục tiêu du thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng có bị gì ba người rơi xuống chung một chỗ lục tiêu du không bị gì thì đại ca dương quá lục tâm đồng cũng sẽ không sao lục Thiên du xem xét một lúc lào tới trước hắn không biết đây là đâu bây giờ chỉ có thể tìm đại ca dương quá lục tâm đồng trước rồi tính sau trong vòng xoáy khí lưu trạng thái chân không lúc này mấy chục người thiên địa các đang bị nhốt mọi người coi chừng trong vòng xoáy khí lưu khủng bố ấy một đám cường giả tồn cấp bị hút vào bên trong không gian này có lực lượng vô hình có thể áp chế linh lực trần khí cho nên cường giả tồn cấp không có bao nhiêu sức mạnh chống cự một đám cường giả bay ra cái thủ đoạn phòng ngự, nhưng không có hiệu quả nào tốt cả. Tất cả bị hút vào vòng xoáy trạng thái chân không. váy dài của tự yên bay phần phật, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc mặt. Nguy rồi, đây không phải cưu truyền mề lầm trận đơn thuần. Vầng sáng linh được trói mắt bao phủ người tự yên, nhưng nàng không cưỡng lại được được hút khủng bố, thần hình bị kéo vào trong. Từng mong người thân bất do kỷ bị được lượng hút vào bên trong. Khi tự yên rơi xuống đất, thì một quảng trường to lớn nằm dưới chân của nàng. Xung quanh quảng trường có nhiều cột đá che trời. Tân hình thiết tha của nàng xuất hiện trên quảng trường to lớn ấy. Từ yên nhìn chăm chú vào quảng trường. Quảng trường này thật đúng là to lớn, nhìn không có giới hạn, tổng diện tích hơn một vạn thước, Dường như nơi đây từng là một tòa cung điện cổ xưa. Từ yên nhìn đánh giá xung quanh bốn phía, không biết đám cường giả tiền địa các trời đi đâu. Từ yên biến sắc mặt, Tân hình yểu điệu đắc cười lao vào giữa quảng trường tự yên thấy cung điện cổ xưa nhìn từ xa nó không được lớn bao nhiêu nhưng khi tự yên nhìn gần cung điện thì mắt đẹp chất chứa ngạc nhiên cung điện cổ xưa cực kỳ khổng lồ tổng thể có màu xanh hồng cao sừng sững chừng bách trục thước to lớn sừng sững lộ ra khí thức cổ xưa như bao nhiêu năm rồi chưa có ai bước chân vào đây tự yên nhìn về cung điện cổ xưa nhíu mày nàng chưa vào trong đã cảm giác khí tức quái dị, làm người ta rung động. Tự yên do dự một chút, gót sen nhẹ nhàng đi hướng cung điện xưa kia. Nhưng đúng vào lúc này, tự yên mới bước ra bước thì toàn bộ quảng trường rung lên bẩn bật. Mặt đất rung rình, quanh quảng trường phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt. Chỉ trong giây đát, trên mặt đất, lót đá xưa bóng loáng, đột nhiên nứt ra một cái khe. khe. Chín thân hình xuất hiện trước mặt lục tiêu dù Chín thân hình vừa hiện ra, tự Yên phản xạ lùi lại mấy bước, mắt đẹp nhìn chăm chú chín thân hình xuất hiện. Chín thân hình có màu đỏ, bị vằn quấn quanh người, vóc dáng thô kệch không các gì người thật. Khôi lỗi. Từ Yên bây giờ biến sắc mặt, chín thân hình này chính là chín khôi lỗi. Chín khôi lỗi xuất hiện, mở đôi mắt trong rỗng ra, tay có co thành nắm đấm vùng đền. như nhiều năm không hoạt động, giờ toàn thân phát ra sát khí sắc bén ngút trời. Từng đợt sát khí ngút trời hóa thành khí thế vô hình bắn ra từ người chín khôi lỗi. Quảng trường yên tĩnh như giống lại thế hệ trước, tiểu sát ác liệt sắc bén. Ánh sáng xung quanh vào giây phút này cũng là mông đùng hơn nhiều. Cùng lúc đó, khôi lỗi đứng bên trái, ngoài cùng thoáng trông yên tĩnh, nhảy ra mang theo tiếng hét vang vẳng. Khôi lỗi đỏ rực vùng hai tay, màu đỏ trên người nó bừng sáng, lập tức điều động năng lượng hùng hậu. Một trào ấn xé rách không gian, mơ hồ có khe nứt không gian đen ngòm quanh trào ấn, còn có lửa lượn lờ chụp xuống tử yên. Trào ấn này chất chứa khí tức sát phạt cực kỳ đậm đặc, khuếch tán ra xung quanh. Mắt tử yên trợn to, nhanh chóng thụt lùi, váy dài bay lên, cổ tay trắng duỗi ra khỏi ống tay áo. Một tất luyện linh lực mang theo đốm linh họa bay ra nghênh đón như xuyên thụng không gian. Với tiếng nổ trầm đục, trong tay của tử yên ngừng tụ tất luyện linh lực đụng vào trào ấn của khổi đỗi. Hai năng lượng va chạm không gian lộ ra khe nứt đáng sợ sáng đen chớp mắt kinh khí cường đại hình cùng bắn ra trên mặt đất đột nhiên sắc mặt tự yên hơi trắng váy tím bay bay phong độ tư thái trác tuyệt mái tóc bay bay thân hình đường cong yểu điệu trong kình phong ập đến hình thành đường cong quyến rũ thân hình yêu kiều bị đẩy thụt lùi mấy bước ngay khi bị đẩy lùi tự yên biến sắc mặt kiều đền khối lỗi bát sai hậu kỳ khối lỗi này đã đến cấp độ bát sai hậu kỳ khôi lỗi vốn khó đối phó mà bát giai hậu kỳ thì càng khó khăn thêm trong khoảnh khắc ngắn ngủi thân hình mềm dẻo của tử yên bị đẩy lùi mấy bước hai khôi lỗi khác cùng nhảy ra lóe lên giữa không trung hai thân hình kim loại đỏ rực của khôi lỗi xuất hiện trong không trung trước mặt tử yên đôi mắt luôn bình tĩnh của tử yên thoáng chốc trở nên trầm trọng xoẹt một tiếng hai khôi lỗi thân hình đỏ rực đột nhiên nóng cháy hẳn lên cơ thể kim loại như có lửa đốt cháy bừng bừng hơi nóng tràn ngập không gian. Không gian như sắp bị đốt cháy, hai khôi lội đánh ra trào ấn nóng hừng hực. Dưới trào ấn, nằm khe hở không gian đen ngòm, xé rách đằng trước móng vuốt nơi trào ấn xẹt qua, không gian hoàn toàn là sóng gợn, nóng cháy, đổ ập vào tự yên. Tốc độ nhanh đến mức không thể tránh thoát. Cùng lúc đó, tự yên vung bàn tay phải lên, vận dụng năng lượng tiên địa bàng bạc. kính khí đè ép không gian, hóa thành vòi rồng lớn, vặn vẹo không gian càn quét tất cả áp hướng khổi lỗi bên trái. Tay trái của tự yên nhẹ nâng lên, thủ ấn khoảnh khắc biến đổi, trong váy dài màu tím bắn ra thất luyện định lực, tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ chớp mắt một cái, đã đến bền khổi lỗi thứ hai. Thất luyện linh lực mang theo được lượng xuyên qua không gian với thế sấm xét đè hướng khổi lỗi thứ hai. Trong khoảnh khắc bốn lực công kích và chạm, trường ấn và thất luyện linh lực của tự yên răng co với trảo ấn, hay còn khổi lỗi dày lát rồi bị trảo ấn xé rách. Mảng lớn không gian trong phút chốc bị xé thành những mảnh nhỏ, kinh khính ngập trời phá không mà ra. Dưới mặt đất, mặt của tự yên lại trắng bạch, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo thụt lùi. Cũng vào lúc này, khối lỗi thứ nhất ra tay trước, lại xé gió xuất hiện trước mặt tự yên, đang lào đảo thụt lùi, trảo ấn đánh tới. Tự yên biến sắc mặt, cả kinh kêu lên, nguy rồi. Tự yên bối rối vội bay một vầng sáng linh đực, thân thể mềm mại nhanh chóng thụt lui. Trào ấn đánh vào vòng sáng linh lực, ngọn lửa trên trào ấn trút xuống vòng sáng linh lực tự yên bài ra, giống như lại muốn đốt vòng sáng linh lực, chỉ rằng co dây lát rồi nó cũng vỡ tan. Trào ấn vặn vẹo xuyên thủng không gian, nhanh như tia chớp, chụp vào vai ngọc của tự yên. Tiếng nổ vang trầm đục, thân hình tựa tiền nữ của tự yên, dở như thiên sứ gãy cánh bay ngược ra sau, té xuống đất. Dây sau, vị trí tự yên rơi, mặt đất quảng trường rạn nứt ra vô số khe hở trong khe hở đá vụn tự yên phun ra một búng máu tươi khuôn mặt xinh đẹp lúc này đẫm máu nhìn có cảm giác thể mỹ đôi mắt của nàng tràn đầy sự trầm trọng nhưng khối lỗi này là bát giai hậu kỳ còn không phải là loại bình thường tự yên phòng trừng, những khối lỗi bát giai này tuyệt đối mạnh hơn hậu kỳ một chút tự yên mới là linh tồn ngũ trọng bản thân của linh tồn công kích vật lý không bằng vũ tôn huống chi lúc này coi như là vũ tôn ngũ trọng cũng không thể trông lại khổi lỗi bát dài. Mà hiện giờ, có tận 9 con cùng một lúc. Những khổi lỗi này như có linh trí, hiện tại mới chỉ có 3 khổi lỗi ra tay. Khoảnh khắc ngắn ngủi, lại một khối lỗi lao thẳng tới, mang theo khí sát phạt sắc bén khốc liệt, ngũ trào chụp xuống đầu của tự yên. Tự yên hoảng hốt bò ra, quanh thần gừng tụ, áo giáp linh hồn màu tím nhạt, khí tức cổ xưa hùng hậu quách tán, nhìn là biết không phải vật bình thường tay trắng nón vung lên một ấn đột ngột đánh ra trường trào va chạm vào nhau vừa va chạm tự yên lại bị đẩy lùi khoe môi chảy dòng máu đỏ tươi mặt trắng bệnh bà khôi lỗi không cho tự yên thời gian thở dốc lại lắc người lao tới ba trào ấn xuyên thủng không gian tốc độ khôi lỗi nhanh kinh khủng ba trào ấn trống rỗng xuất hiện nhốt tự yên vào bên trong kinh phong nóng bỏng sắc bén khốc liệt ập đến phía trước thổi váy dài bầu tím của tự yên bày phần phật bà khôi lội bắt dài hậu kỳ công kích đến gần. Biểu tình của tự yên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ có thể liều mạnh. Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng động. Trong không trùng phía trước, một bóng người biến thành ánh sáng xanh, nhanh như tia chớp lướt tới. Chợt mặt, thân hình ánh sáng xanh phá vỡ hư không, chợt lóe xuất hiện trước mặt tự yên, tay đánh ra trường ấn. Không trùng do nổi mây phun, năng lượng thuộc tính phong hùng hậu, trường ấn hóa thành ba tàn ảnh bắn ra, mang theo khí sắc bén tàn nhẫn, dù tay tiệt chớp đụng vào trào ấn của bà còn khổi lỗi. trong khoảnh khắc ba Trường ấn và lực cộng kích ba trào ấn của bà khổi lỗi và chạm trào ấn rằng co một giây rồi bắn ra ánh sáng chói lọa ba trưởng ấn mang theo năng lượng thuộc tính phong tan sát bừa bãi. trào ấn của bà khổi lỗi bị phá vỡ. bà tiếng đổ trầm độc liên tục kinh kính ngút trời rít gào. bà khổi lỗi bị đẩy lùi ra. trước mắt thân hình màu xanh cũng bị chấn lảo đảo lùi đi mấy bước cùng đối kháng bà khôi lỗi, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Lực công kích của bà khôi lỗi này ngăn ngỡ vũ tồn bát trọng, cộng thêm đặc tính khôi lỗi không dễ đối phó. Tự yên đang định dọc hết sức xa liều mạng, đột nhiên nhìn chằm chằm tân hình màu xanh từ đâu chạy đến, mặt đẹp xe tròn, tự yên quen người mặc áo xanh này chăng? Lúc bây giờ tự yên ngạc nhiên kêu lên, lục trưởng môn tại sao lại tới đây? Tự yên ngạc nhiên đến khó tin, nàng không bao giờ ngờ đến người đến sẽ là hắn. Lục Thiên Du ngoái đầu lại mỉm cười nói, Tự Yên cô nương có sao không? Vốn Lục Thiên Du một đường tìm đại ca dương quá, Lục tâm động. Ai ngờ, ở phía xa phát hiện động tĩnh bên này, không ngờ đến đây còn gặp được người quen. Lục Thiên Du nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nơi này bất phạm, sợ la không đơn giản. Bây giờ còn có thể chống cự được, nếu chậm hơn chút e rằng đã không ổn. Nhìn người áo xanh, Tự Yên ném mấy viên đàn dược vào miệng, cố nặn ra nụ cười. Tự nhiên bỗng ngạc nhiên la lên. Coi chừng. Vào giây phút ngắn ngủi này, bà khổ lỗi mới bị lục tiêu du đẩy lùi, ánh mắt lại long lên sòng sọc, sọc, khi bảo ngược bắn ra. Ba thân hình xé gió nhào lên, thành thế kinh nhân, không gian bị phá thủng. Bà khổ lỗi vừa hành động là lục tiêu du đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ ra cho ta, tự nhiên cô nương hãy nghỉ ngơi trước đi đã. Trọng thủy kết giới, lục tiêu du dùng tốc độ như quỷ mị, quanh người thụt lùi, đã kết ấn sẵn từ lâu. Bây giờ không gian thụt lùi đã kết ấn sẵn từ lâu. Không gian quanh thần lục tiêu du, gió nổi mây vùn. Thuộc tinh thủy đậm đặc tụ tập. Thuộc tinh thủy bàng bạc hóa thành sóng nước. Vũ kỹ trọng thủy kết giới âm âm đổ ập xuống. Tân ảnh của lục tiêu du dùng loại tốc độ quỷ mị quanh người đánh tới ba khối đội đang sồng đền. Nhưng không gian quanh thân nó hiện trong một vòng xoáy sóng nước. Vòng xoáy xoay trầm trầm xuống, không gian gần sắp vỡ ra từng tấc trói chặt bà con khôi lỗi lại. Bà khôi lỗi đã bị trói, thân hình khôi lỗi điền toát ra ánh sáng nóng cháy. Hai tay khôi lỗi vùng ra những móng vuốt sắc nhọn của chim vồ mồi. Từng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách không gian đánh ra. Xung lực lớn xé rách bình chướng nước chảy. Lùi cho ta! Bà con khôi lỗi phá hỏng trọng thủy kết giới, thì chúng nó mới chùi ra được. Thân hình của lục tiêu dù đã đến sau lưng bà khôi lỗi. Lục tiêu du đánh ra ba quyền ấn, tan ảnh nhanh như tia chớp sấm sét đánh vào người ba con khôi lỗi. Có lẽ vì lục tiêu du tham gia, nên sau khôi lỗi chỉ thoát ra, sát khí ngập trời, chứ không nhúc nhích, bỗng chốc trở nên hùng ác tràn ngập. Bạo ngược vô cùng, khí sát phạt ngập tràn. Sáu thân hình, sáu trào ấn kéo theo năng lượng bàng bạc, không gian to lớn tựa như đốt lửa. Sáu trào ấn trong khoảnh khắc từ sau hướng nhốt lục tiêu du vào trong. Đại địa vô ảnh cước. Khi sau khôi lỗi lào tới, Lục tiêu du đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Hắn quát khẽ, Giữa chân lè ánh sáng bảng bạc, thân hình bay lên cao, hai chân liên tục đá ra, vô số dấu chân tàn ảnh bay ra. Cực gần đá ra, trong một giây ngắn ngủi, thế sấm xét tụ thành báo tố cản quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian đụng mạnh vào sáu khối lỗi. Vô số cước ấn với tốc độ mắt thường không thấy rõ, nhanh như tia chớp phồng lên. Mỗi cước ấn rời xuống đều mang theo tiếng nổ điếc tai. Trước mắt kinh phong đáng sợ phu thiên cái địa ập đến kinh phong cuốn đi tất cả giữa không trung cả ngàn thước không gian hỗn loạn sóng không gian vỡ ra từng tấc trào ấn của sáu con côi đối bị đá nát toàn bộ không gian run rẩy sáu cực ảnh dưới khe nứt không gian đen thui thân hình sáu khôi đối từ không trung tầm thấp đến rớt xuống đất sáu khôi đối rớt xuống đất mặt đất quảng trường lung lay đất đài quanh thân hình đất chặt, sóng không gian nóng cháy rào động tự nhiên nhìn thấy tất cả đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên tuy nhiên thiền địa các sớm biết một số chuyện trong động cầu gia tộc nhưng chính mắt nhìn thực lực của lục tiêu du làm tự yên rúng động chín khối lỗi này hoàn toàn đã đẳng cấp bát dài hậu kỳ thực lực tương đương với vũ tồn bát trọng tự yên không đỡ nổi một khối lỗi chín khối lỗi tưởng đường chín vũ tồn bát trọng không ngờ bị lục tiêu du dễ dàng đẩy lùi tự yên cười khổ lòng thầm lạc nóng. trên đảo bình nam tự yên còn có thể so tài với lục thiêu du Mấy năm nay, bản thân của nàng xem hắn là mục tiêu. Không ngờ hôm nay gặp mặt vẫn cách biện nhiều như thế. Dù hiện tại, tự yên có liều mạng tới đâu cũng có lại động lục tiêu du một ly. Khôi lỗi mạnh quá. Lục tiêu du đẩy lùi đám khôi lỗi nhưng lòng vẫn ngạc nhiên. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì bàn chân sẽ hơi tê. Đám khôi lỗi này làm bằng kim loại rõ ràng không phải là khôi lỗi người sống. Muốn tìm ra những khôi lỗi được chế tạo đẳng cấp cỡ này chỉ tính tài điệu luyện chế thì những đại môn đại phái cũng khó gòm đủ lục tiêu du không khó đoán ra chín khôi lỗi trấn thủ nơi đây sử dụng chín khôi lỗi như vậy canh chừng đủ thấy chỗ này bất phạt chín khôi lỗi bị đánh bay lại đứng dậy thân hình không có xuất mẻ một chút nào lực phòng ngự khủng bố chứng minh tài liệu luyện chế tốt hơn lục tiêu du tưởng tượng một chút chín con khôi lỗi lại đứng dậy lục tiêu du thấy thế chân mày nhíu chặt đám khôi lỗi này toàn đa thực lực đẳng cấp cần sau bát dài hậu kỳ lại là khối lỗi càng khó đối phó hơn. Chín khối đội bát dài hậu kỳ khó đối phó hơn chín vũ tồn bát trọng rất nhiều. Chín còn khối lỗi đứng lên, nhảy vọt người lên, tốc độ nhanh như tỉa chớp. Chín bóng người quay nhanh thành một vòng tròn, nhốt đục thiêu du và tự yên vào giữa. Biểu tình của tự yên trầm trọng hỏi, lục trưởng bôn có nắm chắc không? Tự yên đến bên cạnh lục thiêu du, cảm giác những gì hắn còn có thủ đoạn khác không giống với khối lỗi bình thường, nhưng khối lỗi này rất quái dị. Lục Thiên Du nhìn bốn phía, giờ đã bị chín khối lỗi bao vây. Trong mặt những khối lỗi này không trống rỗng như khối lỗi bình thường khác mà tràn đầy sát ý sát phạt đến tràn ra. Như thể không thể giết chết kẻ xúc phạm mình thì không dừng tay. Lúc này chín khối lỗi mơ hồ, bàn tay tràn ra cái gì đó có chút ăn ý. Hiện tại, Lục Thiên Du có thể suy nghĩ, chín khối lỗi này rốt cuộc là người đang điều khiển nó hay tự nó có ý thức của trước mình. Tự Yên xem xét một lúc, biểu tình trầm trọng, trầm giọng rồi nói: Nếu suy đoán là đúng, là chính khối lỗi này chắc là từ cường giả thượng cổ nào đó luyện chế ra. thân thể khối lỗi được luyện chế thành công, nhưng trong đầu dùng thủ đoạn đặc biệt rút tinh hồn cường giả nhân loại ra khỏi thân thể, sau đó phong ấn lại trong đầu khối lỗi. làm vậy là có thể chế tạo ra khối lỗi. độ mạnh thân thể hơn khối lỗi sống, lại có được lý trí như khối lỗi sống loại khôi lỗi này tốt hơn khôi lỗi bình thường rất nhiều lục thiêu du bây giờ quét mắt nhìn chín khôi lỗi quả là không tệ kiểu chuyện luyện chế khôi lỗi thế này trên thiên linh lục cũng không nghĩ tới trong khi lục thiêu du thăm dò thì khí tức nóng cháy trên người chín khôi lỗi phóng đại lên Bị văn quanh thần tỏa sáng trói lòa như trở thành ngọn lửa thực chất trong giây lát trên chín khôi lỗi bị văn phức tạp huyền ảo tỏa ánh sáng ngút trời trong không trung xu thế hình cung bí văn trên người chín khôi lỗi liên kết với nhau, đan xen tựa như mạng nhện, lại bao trọn vẹn không gian. Những bi văn bao phủ xuống toàn bộ không gian, dường như bị đốt cháy không thượng tiếc. Xoẹt, xoẹt, bi văn liên kết bao trùm không gian, lục tiêu dung và tử yên cũng không tránh khỏi. Cùng lúc đó, khi thế trên người chín khôi lỗi phóng đại, vốn là sáu bát giai hậu kỳ, rơi nhảy lên bát giai hậu kỳ. Tuy còn chưa có bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này uy thế của chín khôi lỗi mạnh hơn lúc nãy là bát giai hậu kỳ rất nhiều. Mí mắt của lục tiêu du cò giật, hình như là trận pháp khôi lỗi liền kích. Chín khôi lỗi như có linh trí, còn biết trận pháp khôi lỗi liền kích, cái này cần giống tam tinh trận của cực lạc tàm quỷ, có thể kéo tu vi lên cao. Lúc này chín khôi lỗi nhảy lên, tu vi bát giai hậu kỳ hậu giai, thực lực sánh bằng vũ tồn bát trọng. Tự yên dựa lưng vào lục tiêu du, mặt không chút máu, đôi mắt đẹp trầm trọng nói lục trưởng môn dường như chúng ta gặp rắc rối lớn rồi lúc này chín khôi lỗi tương đương với chín vũ tồn bát trọng tu vi thực lực cỡ này phải là cương giả thiền địa khác tới hết chỗ này mới miễn cưỡng chống đỡ nổi chống đỡ và đối phó không cùng một việc chỉ có thể miễn cưỡng chống lại lục tiêu du nói tự yên côn đường hãy cẩn thận một chút người lục tiêu du lóe ánh sáng vàng tiếng sấm điếc tai đánh ra người của lục tiêu du trùm thanh linh khải giáp huyễn ảnh thành vũ dực, năng lượng bàng bạc quét tán ra. Đối diện chín cột đội ba dài hậu kỳ, hậu dai, thì lục tiêu du không dám lờ lạ chút nào. Cùng lúc đó, chín cột đội điền kết với nhau, kéo theo năng lượng hùng hậu nóng cháy, không gian rùn dậy. Hai cột đội đi đầu nhanh như tia chớp bay ra, kéo theo bi văn kết nối trên bầu trời. Tay cột đội mang theo trào ấn với kinh phong sắc bén, không gì sánh bằng, chụp xuống lục tiêu du và tự yên. Nhìn cô lỗi mạnh mẽ sầm lên, mắt của tự yên trợn to thân hình thướt tha xẹt qua biểu tình trầm trọng linh lực mênh mông trong không trung bộc phát từ cơ thể yểu điệu tư thế quyến rũ giờ đây lục trưởng bồn dốc hết sức ra ánh mắt của lục tiêu du cực kỳ trầm trọng con côi lỗi kia giờ vuốt tới huyễn ảnh thành vũ rực vỗ một cái không lùi còn tiến tới ánh sang bảng bao bọc tay của lục tiêu du bốn viên lộ ra khen nứt không gian đen ngòm một quyền ấn nhanh như tiền chớp đụng tới một quyền một trào tựa như thiên thạch va nhau năng lượng kinh người va chạm toàn bộ không gian lung lay từng tấc không gian tàn vỡ kinh phong khủng bố càn quét thân hình côi lỗi và lục tiêu du lảo đảo lùi ra lục tiêu du lộ biểu tình kinh ngạc kêu lên mạnh quá qua một kích này lục tiêu du biết thực lực đám côi lỗi ban đầu những côi lỗi còn dễ đối phó nhưng lúc này thực lực tăng vọt sánh bằng vũ tồn bát trọng lục tiêu du dựa vào thực lực mạnh nhất đến thế là cùng tiếng đổ vang trầm đục tự yên vào cô lỗi kia và chạm vào nhau trào ấn của khôi lỗi chân vỡ tất luyện đỉnh lực trào mang theo kình khí nóng cháy giáng xuống tự yên hoàn toàn biến sắc mặt người nhanh chóng thụt tùy về phía sau nhưng vẫn dường như chậm đi một bước trào ấn chụp xuống vai của nàng không có đường lui tự yên hộc trả máu tươi tự yên vong ra sau vài giáp linh hồn màu tím nhạt bên người của nàng bị một vết hõm nằm vệt xung quanh lan tràn vết nứt, ánh sáng tím lóe lên, áo giáp linh hồn tan biến trên người tự yên. Tự yên lảo đảo văng ra, lục tiêu du chạy tới sau lưng nạc. cẩn thận. Huyện ảnh thành vũ rực vỗ, cánh tay phải của lục tiêu du ôm tự yên vào khuỷu tay, cơ thể bị chấn thụt đùi một bước. Tự yên lại hộc máu tươi, môi đỏ mềm mại tái nhợt, được máu đỏ tô thêm thắm tươi, trước ngực váy tím nhuộm đỏ màu máu. Tự yên nhìn lục tiêu du, khí tức đã suy yếu đến tột độ, trong mắt miệng cưỡng, nạn ra ít cười khổ. Lục trưởng môn, mặc kệ ta đi, lục trưởng môn cậu huyện ảnh thành vũ rực, màu chạy đi. Đừng có nói chuyện nữa. Lục tiêu du nhét một viên đan dược trị thương vào miệng của tử yên. Lại một con khối lỗi lao lên, khối lỗi hành động, bị văn trên bầu trời kết nối với nhau, lại một trào ấn chụp xuống. Lòng ảnh tí. Trong phút nguy cấp, tay phải của lục tiêu du bảo vệ tử yên, vùng tay trái ra. Quyền ấn đấm vào trào ấn của khối lỗi, ánh sáng vàng bàng bạc như cuồng phong rít gào tuôn ra, trút xuống trào ấn của khối lỗi. Mắt thường trông thấy trào ấn của khối lỗi rạn vỡ như có lực lượng mạnh mẽ, ngút trời chấn vỡ nó. Tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời. Trong thành âm, một ảo ảnh cự long hoàng kim theo năm đấm của lục tiêu du xe gió bay ra. Trong một giây, ảo ảnh cự long hoàng kim lập tức đụng vào khối lỗi đỏ rực. Bão năng lượng khủng bố như gió lốc càn quét, khối lỗi bị đẩy lui, còn lại tám con côi lỗi không chậm chút nào chúng lao ra nhào vào lục tiêu du trong không trung gió nổi mây vùn, bị vằn lắc lư không ngớt lục tiêu du thúc giục thành linh khải giáp hình dạng thứ hai chính là hổ biến ánh sáng xanh quanh người của hắn trói lòa thân hình hơi cong lên nhanh chóng thụt lùi trướng to ra Vậy tỏa ánh sáng xanh phủ lên người của lục tiêu du như đảo nhẫn chợp mắt ngắn ngủi đôi tay của lục tiêu du biến thành bóng vuốt của cọp to lớn vầy bao phủ trùm toàn thân hắn đã biến to ra hơn trăm thước lục thiêu du khẽ quát tự yên cô nương hãy leo lên trên người ta tam thiên lưu vân thủ tê thiên liệt địa trảo lòng ảnh tí đại địa vô ảnh cước trước mắt tay của lục thiêu du đánh ra từng đợt lực cộng kích mang theo uy thế khủng bố kinh nhân Dòng đường đi không gian nứt rạt khi thế ngút trời tuôn ra tám còn khổ lỗi tám trảo ấn chụp xuống cú va chạm đáng sợ dùng dữ dội dư âm kinh khí khủng bố xé rách khe nứt không gian lộ ra tia sáng đen nhưng lập tức khép lại ngay bão kinh khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời thân hình lục tiêu du bị đẩy lui thân cọp khổng lồ không thể ngăn cản tám khối lỗi cùng công kích tám khối lỗi công kích mang theo thế liên kích nên uy được càng lớn cùng lúc đó khối lỗi thứ chín lại lên trào ấn nóng rực xẹt nhanh tới đập mạnh vào lưng cọp to của lục tiêu du cú cao phát ra tiếng nổ trầm đục trào ấn rơi trên người lục tiêu du, ánh sáng lấp lánh. Trào ấn giáng xuống, lục tiêu du lại liên tục bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của lục tiêu du bộc phát tỉa điện, điện quang to lớn tuôn vào trào ấn của khối lỗi. Chín khối lỗi hợp tác công kích, một chiêu đã đẩy lùi lục tiêu du, cơ thể của hắn bị thương, nhờ có thành linh khải giáp, bất diệt huyền thể nên không đáng lo ngại. Lực phòng ngự khủng bố còn chống đỡ được, nếu đổi lại người bình thường thì kết cục khó có thể tưởng tượng mặt hồ của lục Thiếu du trầm trọng mạnh quá chín cổ lỗi tương đương với chín vũ tổn bát trọng lúc này lục Thiếu du bị bao vây cộng với che chở cho tự yên rất khó chống lại thân hình bị đẩy lùi lục Thiếu du không dò dự nữa huyễn ảnh thành vũ dực vũ đập xe gió cuốn đi chín khổ lỗi quá khó giải quyết và nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn chín khổ lỗi lúc bây giờ phát ra tiếng ù ù dường như có linh tính chín thân hình ngày ngắn hành động mỗi khối lỗi trong tay có năng lượng thất luyện nóng rực gắn kết với nhau tạo thành cái vòng bao bọc to lớn bao phủ lục tiêu du vào trong không thể thoát ra được phiền toái phiền toái to rồi huyền ảnh thành vũ rực của lục tiêu du chấn động cắt vỡ không gian thế nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng trói buộc vô hình xuất hiện trước mặt lục tiêu du lập tức có một đầu khối lỗi nhảy ra ánh mắt hung ác bạo ngược tràn ngập khí tức sát phạt trào hóa thành quyền trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía lục tiêu du linh vũ quyết ánh mắt của lục tiêu du biên hóa không có thời gian cân nhắc trên hồ trào, năng lực thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo trào ấn khổng lồ trào ấn có một cỗ uy áp linh hồn vô cùng mạnh mẽ quyền ấn của đầu khôi lỗi kia cũng không có một chút đình trệ nào liền va chạm với trào ấn của lục thiêu du trào ấn va chạm với quyền ấn trong sát na cả không gian bị nghiền nát vết nứt đèn kịt trong không gian xuất hiện cả không trung hung hăng rùn chảy một chút một cỗ kinh khí năng lượng kinh khủng hóa thành một cơn lốc hình tròn khuếch tán ra chung quanh thân hình cự hồ khổng lồ của lục tiêu du lập tức bị lùi lại thế nhưng trong lúc thân hình hắn bị đẩy lùi từ trong trào ấn có một đạo tàn ảnh trào ấn bắn ra mang theo một cỗ linh lực bàng bạc bên trong tràn ngập khí thức khủng bố cực đoan nhanh chóng đánh vào trên người khủi lỗi linh hồn lực bây giờ trút xuống không ngừng lục tiêu du lập tức ngưng trọng nhìn chăm chọc vào đầu khôi lỗi này trong mắt hiện lên chút nghi hoặc linh hồn lực đánh vào khôi lỗi đầu khôi lỗi này không ngờ lại ngốc trệ trong chớp mắt lục tiêu du kinh ngạc vừa rồi hắn cũng chỉ định dùng linh hồn lực thăm dò mà thôi thế nhưng thật không ngờ hắn chỉ tùy ý dùng linh hồn lực thăm dò lại có phát hiện kinh người như vậy thân hình cự hồ khổng lồ của lục tiêu du bị đẩy lui đột nhiên có thêm tám đầu khôi lỗi nữa nhảy ra. Tám đầu khôi lỗi lao thẳng tới lục tiêu du, cùng với đầu khôi lỗi vừa mới bị công kích của lục tiêu du làm cho ngành ngốc. Chín đầu khôi lỗi đánh ra chín đạo năng lượng nóng bỏng, giống như gợn sóng xuyên thủng không gian, đánh về phía lục tiêu du. Thật đúng là hùng hằng càn quấy. Hạn ý trong mắt hồ của lục tiêu du bắn ra, khoe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Đột nhiên hồ trào mở rộng, hóa thành một thủ ấn quỷ dị, thời không lao ngục, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, âm thanh vừa dứt, thời không lao ngục tám lần uy năng lấy thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du làm trung tâm, khuếch tán ra chung quanh. Thời không lao ngục tám lần uy năng lan tràn, các không gian lùng lành sắp đổ, năng lượng thuộc tính thổ bang bạc trong sát nạ hội tụ, không gian giống như cứng lại, bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong. Cả chiến đầu côi lỗi đang lao tới cũng bị bao phủ, trong giây lát không gian đi động lại chín đạo năng lượng nóng bỏng bắt đầu bị ngăn cản mỗi một lần tiến thêm một bước năng lượng sẽ trở nên phai nhạt không ít thân hình chiến đấu khôi lỗi lập tức bị trói buộc Chiến đạo khôi lỗi dây ruộng muốn thoát khỏi sự trói buộc của thời không lào ngục thế nhưng khó mà có thể thoát ra được không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc rồi lại khôi phục như cũ thân hình cự hồ khổng lồ của lục tiêu du bao phủ trong thời không lào ngục lăng là không bạn đứng Thời công lao ngục tám lần uy năng cũng chỉ có thể biện cưỡng ngăn chặn vũ tồn cửu trọng. Thực lực của những đầu khôi lỗi kia giờ phút này đều có thể so sánh với vũ tồn cửu trọng là là chín đầu khôi lỗi cho nên khó có thể ngăn chặn. Chiến đạo năng lượng tuy rằng chậm lại thì nhưng vẫn xuyên thủng không gian đánh tới. Thổ sinh kim. Nhìn thấy vậy, hồ trào quân lục tiêu du kết một đạo thủ ấn quỷ dị. Thủ ấn rơi xuống. Phía trên thần hình cự hồ của lục tiêu du bắn ra một đạo kim quang. Kim quang rực rỡ giống như ánh mặt trời, khí tức sắc bén, cuồng bạo, đột nhiên rót vào trong thời không làm ngục. Cả thiên địa lập tức trùng chuyển, không gian trùng dậy. Trong nháy mắt, tự yên ở trên lưng hồ cực lớn của lục tiêu du, không biết tại sao lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho tim của nàng đập nhanh hơn vài phần. Chỉ trong chiếc mắt ngắn ngủi, thời công long ngục tám lần uy năng rung chuyển, năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng lập tức biến mất mà một cỗ khí tức sắc bén sát phạt chỉ khí ba đạo vô cùng lan tràn ra chung quanh uy năng kéo lên cả không gian đất vỡ trong thời không đào ngục trong chốc lát lan tràn bao phủ không gian hơn vạn thước kim quang đại thịnh cả không trung gió nổi mây phun đây là vũ kỹ thiền cấp sao Mặt thấy uy thế cùng với cảnh này trên khuôn mặt trắng bạch của tử yên hiện lên sự kinh ngạc trong cỗ uy năng khủng bố này nàng có cảm giác tim mình đập nhanh hơn vài phần linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Thiên địa các đã sớm nhận được tin tức, lục tiêu du lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiền cấp. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, kim quang rực rỡ lan tràn ra chung quanh. Thân hình chín đầu côi lỗi, khẩu trong thời không lao ngục thuộc tính kim hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Thân hình đứng đó, dưới cỗ khí tức sắc bén bá đạo kia, trên đạo năng lượng đang bắn về phía lục tiêu du, lập tức tiêu tán đồng thời quang mang trên chín đầu khôi lối giới thời không làm ngục thuộc tính kim bắt đầu rạn nứt. Quang mang nứt vỡ, năng lượng bàng bạc giới thời không lao ngục thuộc tính kim biến mất không thay đầu nữa. Uy thế của chín đầu khôi lối trong nháy mắt giảm bớt, lần nữa khôi phục tới bát sai hậu kỳ. Uy thế giảm đi nhiều, tân hình ở trong thời không lao ngục không có cách nào nhúc nhích được nữa. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, tân hình cự hồ khổng lồ của lục thiếu du lập tức xuất hiện trước người một đầu khối lỗi. Hộ trảo phá không đánh ra, trực tiếp vô vào trên đầu khối lỗi này. Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiên Du thúc dục âm dương linh vũ quyết. Dưới hộ trảo, chân khí tuồn ra. Một cỗ hấp lực cực lớn tràn vào trong đầu khối lỗi. Hấp lực xuất hiện, lập tức tràn vào trong đầu khối lỗi. Sâu trong đầu khối lỗi, có một đoàn quang mang đỏ thẫm, tràn ngập khí tức sát phạt, hung ác và bạo ngược. Hấp lực của âm dương linh vũ quyết bắt đầu khởi động đem quang mang đỏ thẫm đánh cho sở xác lộ ra một hồn anh hình người hồn anh dữ tợn hai mắt đỏ rực toàn thân tràn ngập khí tức hùng ác bạo ngược giống như hoàn toàn là do khí tức sát phạt tạo ra vậy cảm nhận có hấp lực hồn anh dữ tợn kia muốn lao ra thế nhưng lại bị một cỗ hấp lực thổn vẹn lục tiêu du kinh ngạc cấp độ của hồn anh này khi còn sống tuyệt đối đạt tới vũ tồn bát trọng chỉ là toàn thân lại cực kỳ quái dị giống như linh trí đã bị luyện chế qua, chỉ còn lại khí thức sát phạt, hùng ác. tâm chí lục tiêu du còn có cảm giác có một thủ đoạn đặc thù nào đó luyện chế khí thức sát phạt hùng ác bạo ngược này trở thành hồn anh. Thế nhưng, thứ khiến cho lục tiêu du kinh ngạc lúc này cũng không phải là luyện chế hồn anh, mà là sự phòng ngự trong đầu của hồn anh. So với trong tưởng tượng của lục tiêu du còn yếu hơn nhiều, thậm chí là không có bất kỳ tầng phòng ngự nào. Ngay từ đầu, lục tiêu du ti triển ẩm dường linh vụ quyết công kích linh hồn đánh tới lục tiêu du đã phát hiện ra phòng ngự trong đầu đám khôi lỗi này rất yếu thân là khôi lỗi cao cấp bậc này trong đầu thường thường sẽ được người luyện chế bố trí cấm chế lợi hại cấm chế này khó có thể mở trả được thậm chí có một ít khôi lỗi một khi ngoại nhân động vào cấm chế thì cấm chế sẽ tự động hủy diệt khôi lỗi khôi lỗi cao cấp bậc này cũng không thể tiện nghi cho người khác được cho nên ngay từ đầu tuy rằng lục tiêu du làm muốn phản khống khổi lỗi, thế nhưng là cũng không dám làm. Muốn phản khống khổi lỗi, đầu tiên cần thực lực mạnh hơn người bố trí. Kẻ có được chiến đầu khổi lỗi này, sợ rằng tuyệt đối không phải là người bình thường. Muốn phản khống khổi lỗi không dễ chút nào. Thế nhưng hiện tại, trong đầu khôi lỗi bát sai hậu kỳ này, Lục Tiêu Du hoàn toàn không gặp một chút ngăn cản nào cả. Căn bản không có một chút cấm chế nào, cho nên lúc này hắn ta mới kinh ngạc. Kẻ chủ nhân của chiến đấu khôi lỗi này không ngờ lại không bố trí bất luận một cấm chế gì. Dưới âm dường đình vụ quyết, lục tiêu du lập tức thôn phệ hồn anh ở bên trong. Hồn anh tôn cấp bát trọng, thực được chân chính cũng không cường hắn bằng tôn cấp bát trọng bình thường. Đó là nguyên nhân do đã lâu, thậm chí là những hồn anh này hùng ác, bạo ngược vô cùng, bản tính đã bị luyện chế, chỉ còn lại bản tính hùng ác mà thôi. Khi âm dương đình vũ quyết thôn vệ hồn anh, lục Tiêu du lập tức thu âm dường linh vũ quyết lại thân hình cửa hồ, khổng lồ, lùi về phía sau mấy bước. Trong bì tâm có một đoàn quang mang màu tím chợt ré. thật khi bảng bạc tuôn ra, đại hồn anh lập tức xuất hiện trước người. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, bí pháp ám ma phần thần. Đại hồn anh xuất hiện, khí tức lập tức tăng vọt, thân ảnh phân ra làm chín. Tam đạo linh hồn phần thần xuất hiện, hóa thành chín đạo lưu quang, cùng với bản thể đại hồn anh, trực tiếp phóng vào trong bì tâm của chín đầu khối lỗi trong thời không đạo ngục. Chín đầu côi lối trong thời không đào ngục thuộc tính kim bị áp chế, không có cách nào nhúc nhích. Đại hồn anh cùng với linh hồn phân thân bắn vào trong bị tâm. Thân hình khôi lối run lên rồi lập tức ngây dại. Lục Thiên Du đã thăm dò qua. Hồn anh trong đầu những khôi lỗi này không có sức phản kháng quá lớn. Đại hồn anh ra tay đã là quá đủ. Vốn Lục thiêu Du định phá hủy chín đầu khôi lỗi này. Thế nhưng do phát hiện ra trong đầu chín đầu khôi lỗi này không bố trí bất kỳ thủ đoạn gì cho nên mới trực tiếp thi triển âm dương linh vũ quyết thôn vệ hồn anh trong đầu. Chỉ là khi phát hiện ra trên người những đầu khôi lỗi này không có bất kỳ một cấm chế gì, cho nên lục tiêu du mới không muốn phá hủy những đầu khôi lỗi ấy. Chính đầu khôi lỗi dùng bí pháp đặc thù luyện chế ra, có trận pháp hợp kích, uy lực kinh nhân. Nếu như thôn vệ những hồn anh trong đầu của đám khôi lỗi này, chẳng các gì hủy đi khôi lỗi. Hắn cũng không hiểu được phương pháp luyện chế những khối lỗi như vậy lùi một bước mà nói, muốn một lần nữa khôi phục những khối lỗi này thì phải đánh chết chín tôn linh tôn cùng với vũ tôn bát trọng trở lên. Điều này rất khó. Cho nên hiện tại đã có sẵn hồn anh. Tất cả khối lỗi này đều không bị bố trí thủ đoạn trên người. Dường như đám khối lỗi này trong lòng người kia cũng không quá quan trọng vậy. Lúc này, Lục Tiêu Du đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu như có thể khống chế được đám hồn anh này thì sẽ tương đương với việc có thể khống chế chín đầu khối lỗi về phần phương pháp khống chế đám hồn anh này lục tiêu Dù cũng không lo lắng nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bên trong phương pháp luyện chế hoạt nhân khổi lỗi thì có phương pháp khống chế linh hồn phương pháp này cũng có thể khống chế được hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt đại hồn anh cùng với tám đạo linh hồn phân thân phân biệt tiến vào trong đầu của chiến đấu khổi lỗi ở trong chiến đấu khổi lỗi này hồn anh hung ác lập tức lao thẳng ra thế nhưng giống như suy đoán trong đầu của lục tiêu Dù trước đó nhưng hồn anh này không thể làm gì được đại hồn anh và các linh hồn phần thần. Những đầu khối lỗi này tuy chẳng cường đại, thế nhưng phải cần sự phối hợp của bản thể và hồn anh mới được. Mấu chốt là trên người những hồn anh này, khi đó hồn anh mới có thể không chế khối lỗi. Hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt, ngăn cản công kích đánh tới. Thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh, tăng thêm đặc tính của đại hồn anh, cho nên lập tức bị đại hồn anh khống chế, bắt đầu bố trí linh hồn ấn khí ở sâu trong hồn anh chiến đầu khôi nỗi lập tức bị lục tiêu du bố trí linh hồn ấn ký thân hình liền ngây ngốc hẳn đi tất cả nằm trong sự khống chế thân hình cự hồ của lục tiêu du được thủ liễm thời công long gục thuộc tính tim trên không trung trong nháy mắt biến mất thân hình bề mại của tử yên lần nữa lại được lục tiêu du ôm vào trong ngực mùi thơm đặc biệt kia khiến cho lục tiêu du nhớ tới năm đó trong huyện thiền bí cảnh khi đó anh cũng ôm đứa tử con mùi hương như hoa lan này. Ánh mắt của tử Yên nhìn vào trên người chín đầu khôi lỗi. Chín đầu khôi lỗi ngốc trẻ đứng bất động. Vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn phần thần của Lục Tiêu Du phân biệt đánh vào trong đầu của chín đầu khôi lỗi. Nàng không khó đoán ra, sợ rằng Lục Tiêu Du đang khống chế chín đầu khôi lỗi này. Trong giây lát ngắn ngủi, trong mắt chín đầu khôi lỗi đột nhiên xuất hiện sự hung ác như cũ, thậm chí là còn mạnh hơn cùng một lúc trên người chín đầu khôi lỗi có một đạo lưu quang bắn ra đại hồn anh cùng với tám đạo linh hồn phần thần xuất hiện trở về vị trí cũ đại hồn anh cũng trở về trong đầu lục tiêu du lục tiêu du nhìn chín đầu khôi lỗi thân hình lặng lặng đáp xuống mặt đất trong mắt tràn ngập sự hùng ác bạo ngược thế nhưng lại không có động tác gì với lục tiêu du ngược lại trong mắt còn hiện lên sự nhu thuận về sau gọi các ngươi là hung khôi vậy nhìn chín đầu khôi đối cánh tay của lục thiêu du phất lên thu chiến đầu khôi lỗi vừa rồi còn hung hãn vào trong nhẫn chữ vật của mình quá trình khống chế đám khôi lỗi này thậm chí còn thuận lợi vượt qua khỏi dự đoán của lục thiêu du cơ hội chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký giống như là do hắn luyện chế ra vậy loại tình huống này lục thiêu du cũng coi như là người trong nghề chỉ có người luyện chế những đầu khôi lỗi này sau khi luyện chế ra hoàn toàn không để vào trong mắt thậm chí có thể còn coi đám côi lỗi này là vật thí nghiệm không thèm để ý tới, cho nên mới xuất hiện tình trạng như vậy. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không khỏi cảm thán. Nếu như đúng như suy đoán của hắn, thì cương giả luyện chế ra chiến đầu khôi lỗi, rốt cuộc tù vì đã tới bước nào rồi. nhưng đầu khôi lỗi khủng bố này nếu ném ra bên ngoài, cho dù là nhanh vồn đại phái như tam tổng tư môn cũng tuyệt đối coi là trí bảo. Thế nhưng ở chỗ này lại không được coi trọng như vậy thậm chí là linh hồn ấn ký cũng không có lấy một tiền. Thế nhưng bất kể như thế nào, Lục Tiêu Du lúc này cũng chỉ mỉm cười. Có chiến đầu khôi lỗi này bên cạnh, không thể nghi ngờ là có thêm 9 vũ tồn cửu trọng, còn không phải là vũ tồn cửu trọng bình thường. Một lần nữa, hắn cũng có chỗ dựa vào. Trên người có chiến đầu khôi lỗi này, về sau có kẻ nào giống như cực nhạc tam quỷ, có thể trêu trọc vào hắn cơ thức. Bây giờ, cực nhạc tam quỷ chạy rẽ đất, vậy như cũng đã tốt lắm. Khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, trong lòng của hắn lúc này không khỏi thầm nghĩ. Hắn, hắn dễ dàng có chiến đầu hung khôi như vậy. Nếu như chuyện này bị đám người thiên địa mình biết được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lục trưởng môn, chiến đầu côi lỗi này, lục trưởng môn đều tu phục được hay sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của tự yên, tràn ngập sự rung động. Dứt lời, lại cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa trên đầu khôi lỗi đều bị lục tiêu du thu vào trong nhận trữ vật. Trên đầu khôi lỗi kia tương đương với chín cường giả vũ tồn cửu trọng, còn không phải là vũ tồn cửu trọng bình thường. Ít nhất về lực phòng ngữ của khôi lỗi chính là thứ mà không ai muốn gặp phải. Trong lòng của tự yên rùng động, trên đầu khôi lỗi này rơi vào trong tay lục tiêu du. Về sau giống như bên cạnh lục tiêu du có thêm chín cường giả vũ tồn cửu trọng. Chuyện này sợ rằng bất kỳ sân môn nào nhìn thấy cũng phải đỏ mắt quét miệng nở nụ cười khổ trong lòng tự yên thầm than một tiếng xem ra lúc này lục tiêu du tới tử vong thâm uyên đã có thu hoạch kinh nhân mà sợ rằng kể từ giờ phút này trong tử vong thâm uyên kẻ nào còn dám trêu chọc vào lục tiêu du sợ rằng kẻ đó sẽ không may mắn đúng như vậy vận khí không có tệ chiếm được chín đầu khổ lỗi nghe tự yên hỏi lục tiêu du thu lại tâm thần trong việc tự yên đột nhiên không biết tại sao lại lần nữa phun ra một cụm báo tươi cảnh vật trước mặt tối sầm lại, thân hình uể oải ngã xuống mặt đất. Tự yên cô nương, nàng sao rồi? Lục Thiên Du nhanh như thiểm điện, nâng tự yên lên. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm nhìn ra thường thế trên người tự yên không nhẹ. Thường thế không nhẹ, xem chừng không đi được rồi. Tự yên biến cưỡng nở nụ cười, liên tiếp bị cổ lộ đánh trúng. Dùng thực lực và lực phòng ngự của nàng mà hiện tại không bị đánh chết đã xem như không tệ rồi. Trước tiên điều tức một chút đi, Lục Tiêu Du nhìn cung điện mang phong cách cổ xưa kia. Bên ngoài cung điện này có chín đầu khôi lỗi. Như vậy trông coi cửa. Sợ rằng bên trong hơn phần nửa sẽ có không ít nguy hiểm. Lục này thương thế của tự yên vô cùng nghiêm trọng. Trước mặt không nên đi trùng là tốt hơn. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh. Vịn tự yên đi tới một chỗ sạch sẽ trên quảng trường. Điều tức một hồi rồi tính tiếp. Lục Tiêu Du đang dắt tay tự yên rời đi. Thế nhưng đột nhiên tự yên kêu lên một tiếng đau đớn tiếng kêu này lọt vào tai của lục tiêu du lại vô cùng yềm tài. Tự yên cô nương, sao vậy? Ánh mắt của lục Thiêu du nhảy lên, hắn phát giác ra, cánh tay bà hắn đang nâng tự yên lên, có chút ướt át. Mắt nhìn xuống, trên bờ vai của nàng đang có máu tươi chảy xuống. Trong mắt hắn có chút lo lắng nói, thường thế của nàng rất nặng. Không có chuyện gì lớn, ngại quá, ngại quá, làm phiền tới lục trưởng môn rồi. Trong mắt của tự yên hiện lên sự ánh náy, linh lực miễn cưỡng chuyển động, phòng bê máu chảy trên vai. Lúc trước, nàng bị một đầu khôi lối xe rách, hồn linh khải giáp cũng làm trọng thương tươi vai. Giờ phút này, thân hình nàng cực kỳ uể oải, thường thế rất nặng. Đừng có nói chuyện nữa, nàng cứ điều tức một chút đi, không có việc gì đâu. Lục thiếu du do dự một chút rồi xoay người, đem tự yên ôm vào trong lòng, đi tới một đời sạch sẽ trên quảng trường. Đột nhiên bị lục Tiêu du ôm vào trong ngực như vậy, khiến cho sắc mặt tự yên biến đổi toàn thân run lên thần hình cứng ngắc mãi cho đến khi lục thiêu du thả nàng xuống mặt đất nàng còn chưa phục hồi tinh thần trước tiên nàng cứ điều tức khôi phục thường thế tà giúp nàng hộ pháp lục thiêu du nói với tử yên được rồi lúc này tử yên mới khôi phục lại tinh thần thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ được mà đỏ ửng sau khi gật đầu đáp lập tức khoanh chân mà ngồi thủ ấn kết xuất bắt đầu điều tức lục thiêu du không phát hiện ra có điều gì khác thường trường bàng màu xanh chung lên, hết bùi hương của tự yên còn lưu lại. quanh miệng của hắn kẽ mỉm cười, ánh mắt quan sát về bốn phía. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.